Dịch bệnh thiên tai, chiến tranh thất mùa loạn lạc, đủ thứ hết đang xảy ra rất là buồn, đúng không? Cả thế giới toàn cầu nó đương trở lại ba cái dịch, thiệt là chán không? Một cái đại nạn trên quốc tế, tôi nói rồi, bây giờ chỉ sống về tâm linh, ai tin thì sống về tâm linh, thứ nhất là cầu nguyện. Còn về cuộc đời của tôi, câu chuyện về cuộc đời của tôi, một nhân vật đặc biệt phi thường, một người đặc biệt kỳ lạ về tâm linh, nếu ai tâm linh mà tin á thì kêu Ngọc Sơn xin lỗi tôi, cúi đầu quỳ lại xin lỗi tôi, tha thứ, công khai quan hệ, anh đã biết sai có lỗi, xác nhận hồi xưa vợ tôi là người yêu của anh nha, tôn trọng tôi và xin lỗi tôi trước quần chúng. Thì tự nhiên các thiên tai chiến tranh lục lội, những cái đang xảy ra nó bớt lại rất là nhiều, hết 80-90%. Tại đây là cuộc chiến của tôi với anh, hai người đặc biệt. Nói ra người ta tưởng tôi ngồi đây uống thuốc tâm thần, thiếu thuốc, tôi không có giỡn đâu. Không tin thì làm thiệt thử đi rồi biết, sẽ cảm ơn tôi. Ngày nào mà Ngọc Sơn không xin lỗi tôi mà còn ngồi đó mà vô lễ, mà giáp trò này trò kia, tôi đã nói rồi, Covid không bao giờ hết, thế nó trở lại không? Tôi có nói cái gì sai chưa? Chưa bao giờ nha, lời nói của tôi là thanh chỉ, tôi không có nói bậy đâu. Chỉ có sự ảnh hưởng của tôi đó, hiểu chưa? Rồi mắng chửi tôi con ăn tiền này tiền kia, con nghèo, con ăn mày, con bệnh tật, mắng tụi chửi tôi, thì bây giờ bệnh tật cả thế giới chung nha, mắng chửi tôi con ăn mày nghèo nàn khinh khi tôi, xúc phạm tôi, thì bây giờ cả thế giới ăn mày và bệnh tật nghèo nàn chung với tôi, để ý xem, hiểu không? Để ý đi rồi biết, tôi nói về tâm linh là nó có thật, tôi không có giỡn chơi đâu. Vì tôi là một người phụ nữ trời sanh ra đặc biệt, tôi ngang hàng những cái nhân vật đặc biệt trên thế gian này, đừng có coi thường tôi. Tôi thấy tôi ngồi đây tôi sập sệ như vậy này, thấy không? Tóc rối đầu bù, tôi có tuổi, mái tóc tôi bị hư. Nếu không có những cái hình ảnh cũ, thấy mái tóc tôi đẹp không? Tại vì tôi bị sự cố 3 năm trước hư rồi, bây giờ có tuổi rồi nó ít lại, nó thưa đi theo thời gian, dinh dưỡng không có nên mọc tóc không có lẹ được. Tại vì tóc ít mà còn bạc nữa, rụng nữa. Một phần nước, một phần ăn không được, một phần lo nghĩ, có tuổi đủ thứ, có tuổi rồi. Tuổi tôi tuổi gần đất xa trời rồi. Bây giờ tất cả chúng ta đều gặp chung cái nạn trên thế gian này, đủ thứ hết, thiên tai hạn hán thất mùa lục lội đủ thứ hết, không, kinh tế chính trị rồi trị an, ta nói an ninh, bây giờ chỉ cầu nguyện sống mà có cái đức thì còn cái mạng, đúng không? Ngày nào cũng là ngày chết, nếu ai tin về tâm linh thì chỉ có nguyện cầu rồi ráng cố gắng, có tới số thì ra đi, chưa tới số thì chưa đi, không, chưa trở về với cát bụi. Tôi đã nói rồi, hãy đụng vào cái kênh của tôi mà phá kênh, xóa kênh, làm bậy thì là có chuyện, tôi đã nói đúng hay sai đó. Bây giờ Covid trở lại trong ngoài trên dưới là cả một lũ luôn, rồi tôi nói rồi, cái bao thóp thấy không, chửi bới tôi là sập rum, là sẽ có chuyện, mắng chửi hỗn hào với tôi, cứ ngồi mắng ngồi chửi tôi là biết liền là hỗn hào với tôi. Tôi không bao giờ nói bậy đâu, tôi để ý từ nhỏ tới lớn, tôi là một người không có để ý mình, cho tới khi bây giờ tôi lớn theo thời gian tôi mới biết cái sự ảnh hưởng của tôi rất là khủng khiếp, hiểu không? Tôi mới để ý đây, tôi mới biết ngồi trên cái YouTube nhờ ảnh hưởng của tôi đem cái thời từ báo thoát qua tới YouTube này, mọi nơi không có tôi là ở đó có nhộn nhịp, có những cái quyền lợi đem tới, thà tin là có chứ đừng nói là không nha. Tôi linh dữ lắm đó, tôi nói gì có đó đó, tôi không bao giờ nói bậy đâu. Rồi tóc còn có mấy cọng, có nguyên cái mái tóc dài huyền thoại với tôi, có kìa, còn đeo que có kìa, đát đát 10 giờ còn có 2 giờ, thê thảm không? Tôi xuống mười mấy phao mặt mày tôi già ngắt, ốm nhom ốm nhách tàn phai, tại vì tôi cứ bị giữa chủ nhà với mấy em sốc và cái sự nghiệp chỗ ở công ăn việc làm khủng hoảng trầm trọng,
không, tinh thần đâu có đâu mà vui nổi mà ăn được. Bày ra mua tùm lum đồ để nấu ăn, cuối cùng có làm gì đâu, toàn ăn mì gói với nhịn đói uống thuốc cháo không à. Qua ngày mà không tàn phai sao được, nó buồn quá. Khi tinh thần không có hỏi đầu óc đâu mà bày ra làm giữa chừng, không có tới đâu, nấu cái gì cũng không giống ai, quẹo qua một bên cái là nó hư bột hư đường à. Nó không có được ngon, không có chuẩn, tại không có tập trung được á. Mới đầu coi còn được, là một hồi quẹo qua cái tùm lum tùm lum hết, rất là rầu. Bây giờ mơ ước có một cái nhà lắm, để đi ra cái phòng này trả cho chủ nhà cho nó rồi, nhà của người ta có phải của mình đâu, đi ra luôn cho rồi. Đi đâu cũng buồn với nhau, ở nhà thuê phiền lắm rồi, chỉ muốn có cái nhà riêng. Không đi làm sao có nhà riêng, mua vé số thì không trúng, hỏi không rầu sao được, không buồn sao được. Tuổi xuân thì hết, sức khỏe thì càng ngày càng tệ, già rồi nó kiệt sức, nó hao mòn. Nhắn trường không lo không, coi tin tức là con dao hai lưỡi chỉ giết chết mình à. Hồi xưa mà đóng máy không nghe không thấy không nhìn thì mới sống được, chứ còn nghe ba cái tin tức này nó giết chết mình, lo lắng nhiều hơn. Thà không thèm coi, không thèm nghe, không thèm biết đó, thì còn sống mới nổi. Coi còn xương với da là rờ đâu cũng xương với da hết. Lúc trước đầy đặn đâu ra đó, bây giờ xuống nữa rồi, 3 năm mấy nay xuống sắt. Thất thế xuống tinh thần thể xác, mất em bé sốc của tôi. Tôi mất tinh thần, mất cái niềm tin, mất sức sống, mất hết. Tôi không còn nghị lực gì, tôi bị suy sụp hoàn toàn. Hiểu không, bé sốc nó là một cái sự ảnh hưởng rất lớn trong người của tôi, trong đầu của tôi, tinh thần. Cái nhà không có, không lo nghĩ sao được. Cái tương lai không thấy gì hết, mịt mù. Chán chường. Cái xương mặt nó rộp rộp, nó khó nhai, khó nuốt, nó không có bình thường. Thành ra nhiều cái nấu ăn khó lắm. Phải ngâm nấm rơm nha, nấm rơm khô là phải ngâm cho nhiều nước, hôm qua ngâm gấp quá, rửa rồi bỏ vô nấu hơi gấp, ngâm không có lâu, phải ngâm thiệt lâu mới được, nó mới mềm ra, nở ra, chứ cứng cầu mà ăn dở dở không được chuẩn, phải ngâm lâu. Chứ bây giờ tôi thấy thịt cái đồ máu đồ này kia tôi ăn không có được nữa, tôi không có ăn chay mà nó thành ăn chay rồi, có như 90 mấy% ba cái đồ thịt thấy sợ lắm. Thấy xa xa chứ ngán, sợ nó không có ăn vô. Dạo này uống nước cháo sống không mà, nước cháo đâu có dinh dưỡng, nên ráng lên mấy hôm là còn tệ hơn, nó hôm nay đỡ đỡ được xí, ráng được ngủ được chút quá, chứ nó căng thẳng thẳng luôn, nó đau lòng lắm, nó căng thẳng. Mùa đông tới nó buồn lắm, xứ người cô đơn lắm, xứ người thì vật chất điều kiện cơ hội, nhưng mà nó khô cái ăn không có tinh tinh thần. Chán chường. 6:05 buổi sáng ngày 21 tháng 12 2022. Coi tin tức căng thẳng, dịch ập trở lại bên Trung Quốc kìa. Người ta bị dịch tùm lum rồi, bên bên Mỹ này cũng đang dịch trở lại chứ đâu có hết đâu, thì làm gì không tới Việt Nam cũng còn chứ.